Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn đón xem. Israel đột kích Hezbollah, bão lửa bùng nổ ở ba thị trấn của Lebanon. Đài Al Jazeera đưa tin quân đội Israel đã tấn công ba thị trấn Al Abessi, Harov và Bediaz ở miền nam Lebanon. Trước đó, truyền thông Mỹ cho biết các cuộc đột kích vào Lebanon của Israel bao gồm việc đưa lực lượng vào các đường hầm của phong trào Hezbollah dọc biên giới. Theo đó, Israel được cho là thực hiện các cuộc đột kích nhỏ trước khi có thể mở chiến dịch trên bộ rộng hơn. Tuy nhiên, Israel được cho là bị Mỹ gây áp lực không tiến hành chiến dịch này nên thời gian thực hiện có thể bị trì hoãn. Trong khi đó, Thủ tướng tạm quyền Lebanon Najib Mikati ngày 30 tháng 9 nhắc lại cam kết ngừng bắn ngay lập tức ở Lebanon, đồng thời cảnh báo chính phủ của ông sẵn sàng triển khai quân đội ở miền Nam. Ngoài ra, chính phủ Lebanon cũng sẵn sàng thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701 được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua năm 2006 nhằm chấm dứt sự hiện diện vũ trang của Hezbollah ở phía nam sông Litani, một phần của thỏa thuận ngừng bắn với Israel. Nghị quyết 1701 đã kết thúc cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah kéo dài một tháng hồi năm 2006. Israel được yêu cầu rút quân hoàn toàn khỏi Nam Lebanon, chỉ có quân đội Lebanon và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc duy trì sự hiện diện ở đó. Trước tuyên bố của ông Mikati, Bộ trưởng Ngoại giao Israel, Israel Katz khẳng định Tel Aviv sẽ không ngừng bắn ở Lebanon trừ khi Hezbollah di chuyển về phía bắc sông Litani và giải giáp vũ khí. Ông Katz nói thêm việc thực hiện tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng là cần thiết để đạt được lệnh ngừng bắn ở Lebanon. Trong khi đó, Iran đã lên tiếng về các hành động gần đây của Israel. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh sẽ không có hành vi tội phạm nào của Israel không bị đáp trả và bất kỳ ai chống lại an ninh quốc gia của Iran sẽ vấp phải phản ứng từ nước này. Trong một diễn biến khác, quân đội Israel và Shin Bet, cơ quan an ninh Israel ngày 30 tháng 9 tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh phong trào Hamas ở Lebanon, ông Fateh Tefri Abu El-Amin trong một cuộc tấn công ở Lebanon. Ông Sharif chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động của Hamas và Hezbollah bên cạnh việc chiêu mộ tân binh cho phong trào này. Phó thủ lĩnh Hezbollah Niam Qasem ngày 30 tháng 9 cho biết họ đã sẵn sàng nếu Israel muốn tấn công trên bộ vào Lebanon. Ngoài ra, theo ông Qasem, Hezbollah sẽ chọn thủ lĩnh dựa trên cơ chế mà chúng tôi có. Hezbollah sẽ tiếp tục thực hiện các mục tiêu chính của mình bất chấp các cuộc tấn công ở Lebanon và mục đích tạo ra sự hỗn loạn của Israel. Chúng tôi sẽ chiến thắng giống như chúng tôi đã chiến thắng trong cuộc đối đầu với Israel năm 2006, ông Qasem nói. Nóng, Israel bắt đầu chiến dịch quân sự trên bộ ở Lebanon. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố, Israel bắt đầu chiến dịch quân sự trên bộ vào miền nam Lebanon. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 30 tháng 9 thông báo các binh sĩ đã bắt đầu các cuộc đột kích có giới hạn, cục bộ và có mục tiêu nhằm vào Hezbollah ở miền nam Lebanon. Theo tuyên bố từ quân đội Israel, dựa trên thông tin tình báo chính xác, IDF đã bắt đầu một chiến dịch trên bộ hạn chế ở miền nam Lebanon nhằm vào các mục tiêu và cơ sở hạ tầng của Hezbollah cách đây vài giờ. IDF nói rõ, mục tiêu là các ngôi làng gần biên giới gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với các cộng đồng người Israel ở phía bắc đất nước. Người phát ngôn của IDF Daniel Hagari cho biết lực lượng Israel đã huấn luyện và chuẩn bị trong những tháng gần đây cho chiến dịch trên bộ bắt đầu ở miền nam Lebanon trong vài giờ qua. IDF nói thêm rằng họ đang hoạt động theo kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tư lệnh miền Bắc. Hoạt động này có sự hỗ trợ của các cuộc không kích và pháo binh của IDF. IDF đang tiếp tục hoạt động để đạt được các mục tiêu và đang làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ người dân Israel và đưa người dân miền Bắc trở về nhà, IDF thông báo. Tuyên bố của IDF được đưa ra theo sau một tuyên bố tương tự từ Mỹ, trong đó các quan chức Nhà Trắng cho biết lực lượng Israel dường như đã tiến hành các hoạt động trên bộ hạn chế nhắm vào Hezbollah.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói với phóng viên, theo những gì họ thông báo với chúng tôi về diễn biến, đó là các hoạt động hạn chế nhắm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah gần biên giới. Theo tờ The Guardian, các cuộc pháo kích dữ dội nhằm vào Lebanon xảy ra dọc biên giới của khu vực phía Bắc, Kiryat Shmona, các thị trấn Matayoun, Wazani và Khiam bị pháo kích vào đêm 30 tháng 9. Israel mở rộng chiến dịch quân sự, tấn công cảng Yemen và không kích Lebanon. Vào ngày 29 tháng 9, Israel đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen, đồng thời gia tăng không kích ở Lebanon. Đây là bước đi táo bạo của Tel Aviv, diễn ra chỉ 2 ngày sau khi thủ lĩnh Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah bị ám sát, đánh dấu một bước leo thang nghiêm trọng trong cuộc đối đầu với các đồng minh của Iran. Israel xác nhận rằng cuộc không kích vào cảng Hodeidah ở Yemen là phản ứng trực tiếp trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthi nhằm vào lãnh thổ Israel trong những ngày qua. Không chỉ dừng lại ở Yemen, lực lượng quân sự Israel còn mở rộng chiến dịch không kích ở Lebanon, nhắm đến các bệ phóng rocket và kho vũ khí của Hezbollah. Họ cũng thông báo đã đánh chặn 8 quả đạn từ hướng Lebanon và một quả từ Biển Đỏ, chứng tỏ quyết tâm không ngừng của Israel trong việc bảo vệ an ninh quốc gia. Tham mưu trưởng quân đội Israel Henzi Halevi nhấn mạnh, chúng ta cần tiếp tục tấn công mạnh vào Hezbollah, cho thấy quyết tâm của Israel trong cuộc chiến này. Bộ trưởng Quốc phòng John Garland cũng không ngần ngại tuyên bố, thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng. Đối với chúng tôi, không có nơi nào là quá xa, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gia tăng sức ép lên các mục tiêu mà họ cho là đe dọa. Trong bối cảnh đó, máy bay không người lái của Israel được phát hiện bay lượn trên bầu trời Beirut suốt cả đêm và phần lớn ngày 29 tháng 9. Một nhân chứng đã khẳng định với đài Sputnik rằng không quân Israel đã tấn công một tòa nhà tại thủ đô Beirut, đánh dấu lần đầu tiên không kích trực tiếp vào thành phố này kể từ khi xung đột leo thang. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cũng xác nhận đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở thung lũng Biqua, cách Beirut khoảng 56 km về phía đông bắc. Trong khi đó, Mỹ đã kêu gọi một giải pháp ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Lebanon, với Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẽ thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về tình hình căng thẳng hiện tại. Tại Iran, cái chết của một thành viên vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cùng với Nasrallah đã gây chấn động và làm dấy lên làn sóng thương tiếc trong giới chức. Tehran đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tổ chức một cuộc họp để thảo luận về hành động của Israel. Theo các nguồn tin, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã được chuyển đến một địa điểm an toàn sau khi vụ ám sát Nasrallah. Báo cáo từ Reuters cho biết, thi thể của Nasrallah đã được tìm thấy nguyên vẹn, nhưng Hezbollah vẫn chưa công bố thời gian cụ thể cho tang lễ của người lãnh đạo đã gắn bó với họ trong nhiều thập kỷ. Sự ra đi của Nasrallah đã để lại một khoảng trống lớn và làm tăng thêm sự bất ổn trong khu vực khi mọi người đang chờ đợi động thái tiếp theo từ Hezbollah và Iran trong tình hình đầy căng thẳng này. Hàng trăm xe tăng Israel tập trung dọc biên giới Lebanon. Xe tăng Israel tập trung tại biên giới với Lebanon trong bối cảnh lo ngại về chiến dịch trên bộ sắp xảy ra. Thông tin trên do đài Sky News Anh đăng tải vào ngày 30 tháng 9 giữa thời điểm phương Tây cố gắng ngăn chặn xung đột toàn diện sau các cuộc không kích của lực lượng phòng vệ Israel IDF ở Yemen. Quân đội và hàng trăm xe tăng của Israel xuất hiện trong các bức ảnh xếp hàng ở phía Bắc, dọc biên giới với miền Nam Lebanon vào tối ngày 29 tháng 9, báo hiệu chiến dịch trên bộ tiềm tàng của Israel có khả năng làm leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Biên tập viên an ninh và quốc phòng của đài Sky News Deborah Haynes bình luận, đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy xung đột giữa Israel với Hezbollah sắp leo thang hơn nữa. Quân đội Israel đang huy động thêm 300 tiểu đoàn quân dự bị để phục vụ trên khắp cả nước, đồng thời cử hai lữ đoàn đến miền Bắc Israel để đối phó với một cuộc đột kích trên bộ tiềm tàng. Sáng ngày 30 tháng 9, đơn vị phòng không của IDF tuyên bố ngăn chặn một mối đe dọa trên không đáng ngờ bay từ Lebanon vào miền Bắc Israel. Còi báo động tên lửa đã được kích hoạt ở khu vực phía Bắc Ramot Naftali do có khả năng mảnh đạn rơi sau vụ đánh chặn này.
Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, ông đang đánh giá việc mở rộng hoạt động của IDF ở phía Bắc. Hiện tại, một số đại sứ quán nước ngoài bắt đầu sơ tán các nhân viên không cần thiết ở Lebanon. Trong khi đó, Israel cũng tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Lần gần đây nhất, Israel phát động cuộc tấn công trên bộ vào Lebanon vào năm 2006. Tuy nhiên, 34 ngày giao tranh xuyên biên giới căng thẳng với Hezbollah đã kết thúc trong bế tắc. Mỹ đã kêu gọi tất cả các bên kiềm chế. Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng phải tránh một cuộc xung đột toàn diện ở Trung Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tiết lộ rằng ông không được cảnh báo trước và chỉ nói chuyện với người đồng cấp Israel Yoav Gallant khi kế hoạch hạ sát thủ lĩnh Hezbollah của Israel đã thực sự diễn ra. Tờ Jerusalem Post vào ngày 29 tháng 9 dẫn nguồn tin giấu tên cho biết ông Austin đã rất tức giận vì Israel chỉ thông báo cho Mỹ vào phút chót trước khi tấn công Beirut. Tờ báo này thông tin ông Austin và Gallant đã gặp gỡ và điện đàm hơn 125 lần kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát vào tháng 10 năm ngoái. Đồng thời nói thêm rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về cơ bản không hài lòng với ông Gallant về vụ ám sát thủ lĩnh Nasrallah. Thật đáng thất vọng khi Israel làm điều này mà không tham khảo ý kiến của chúng tôi, sau đó lại yêu cầu chúng tôi ngăn chặn Iran trả đũa, một quan chức Mỹ giấu tên nói với trang Axios vào hôm 28 tháng 9. Bộ trưởng Gallant đã đề nghị ông Austin đưa ra các tuyên bố công khai để ngăn chặn Iran phát động một cuộc tấn công trả đũa với Israel sau cái chết của ông Nasrallah. Dù tức giận nhưng ông Austin vẫn nhấn mạnh việc Mỹ quyết tâm ngăn chặn Iran và các nhóm do họ hậu thuẫn, lợi dụng tình hình hoặc mở rộng xung đột. Bộ trưởng Austin đã nói rằng Mỹ vẫn giữ lập trường về việc bảo vệ các lực lượng cơ sở của Mỹ trong khu vực và cam kết bảo vệ Israel. Lầu Năm Góc khẳng định. Israel vào hôm 27 tháng 9 đã tiến hành đòn tập kích quy mô nhằm vào một bunker kiên cố nằm sâu hơn 18 mét dưới lòng đất ở Haniyeh, ngoài ô phía nam thủ đô Beirut, Lebanon. Vụ tập kích khiến thủ lĩnh Nasrallah cùng 20 chỉ huy cấp cao của Hezbollah thiệt mạng khi họ đang tập trung tại đây để họp bàn về chiến lược đối phó Israel, trong khi số dân thường thương vong cuối cùng chưa được thống kê hết. Reuters cho biết Mỹ lập tức phủ nhận mọi vai trò trong cuộc tấn công. Tổng thống Joe Biden cũng nói ông không biết Israel lên kế hoạch ám sát thủ lĩnh Hezbollah. Thủ lĩnh Nasrallah bị ám sát chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ đề xuất ngừng bắn do Mỹ và Pháp soạn thảo. Đề xuất kêu gọi Israel ngừng các cuộc tấn công vào Lebanon trong 21 ngày để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán với Hezbollah. Theo các quan chức Mỹ và phương Tây khác, Thủ tướng Netanyahu đã đồng ý với đề xuất này vài ngày trước đó, nhưng đột ngột đổi ý và tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Lebanon bằng toàn lực. Thông tin nổi bật vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng kênh YouTube Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nóng hổi nào nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!